Xin chào các bạn, mình là Hòa, mình đến từ kênh Baha Tô Gia Dụng và Bếp Bánh. Hôm nay Hòa rất vui được giới thiệu đến các bạn một sản phẩm mới trong bộ sưu tập khuôn trung thu 150g năm 2024. Đó chính là mẫu khuôn lò xo trung thu 150g hai mặt vuông hoa sứ. Sản phẩm này là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích làm bánh trung thu tại nhà. Không chỉ giúp bạn tạo ra những chiếc bánh trung thu tuyệt đẹp, khuôn còn có thể sử dụng để làm các loại bánh như là bánh ngọt, bánh đậu xanh và tạo hình xôi. Với hoa văn hoa sứ hiện đại, mỗi chiếc bánh sẽ mang một nét đẹp tinh xảo và sắc nét, thể hiện sự chăm chút tỉ mỉ trong từng chi tiết. Khuôn thì được làm bằng chất liệu nhựa ABS, còn trục lò xo ép thì được làm bằng inox thép không gỉ. Nó đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Dụng cụ nhấn thì bằng lò xo này, thì giúp cho việc tạo hình bánh trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn rất nhiều. Bộ khuôn thì bao gồm một dụng cụ nhấn, đây là dụng cụ nhấn ạ, và hai mặt khuôn hoa sứ. Kích thước của mặt khuôn này là dài là 7 cm và chiều rộng của nó cũng là 7 cm, và chiều cao mình có thể đóng cái mặt bánh thì cỡ khoảng là 4,5 cm. Khuôn này thì được Baha Tô Gia Dụng và Bếp Bánh phân phối tại Việt Nam. Để sở hữu khuôn lò xo trung thu 150g hai mặt vuông hoa sứ và nhiều sản phẩm khuôn bánh trung thu chất lượng khác, hãy đến với Baha Tô, một địa chỉ tin cậy cho những người yêu thích làm bánh. Với cam kết sản phẩm chính hãng, chất lượng cao, Baha Tô tự tin mang đến cho bạn những trải nghiệm làm bánh tuyệt vời nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Đừng quên like, share và subscribe kênh Baha Tô Gia Dụng và Bếp Bánh để cập nhật những sản phẩm và mẹo làm bánh mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Link mua hàng thì mình đính kèm ở bên dưới phần mô tả và phần bình luận, ghim bình luận của video này. Một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo.